Chiều 30 tháng 3 năm 2022, tại buổi họp báo thông tin về quyết định số 08 của Thủ tướng quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, dự kiến sẽ có hơn 3,4 triệu lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, với tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách khoảng 6.600 tỷ đồng. Theo ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp các bộ ngành liên quan trình Thủ tướng ban hành quy định về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Cụ thể, hai đối tượng được hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm, và người lao động quay trở lại thị trường lao động làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm. Đối với người lao động đang làm việc được hỗ trợ tối đa 3 tháng, mức hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng. Điều kiện là đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 đến 30 tháng 6 năm 2022. Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động, mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người một tháng khi có đủ các điều kiện. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 6 năm 2022. Ngoài ra, điều kiện kèm theo của cả hai đối tượng này là phải có giao kết hợp đồng không thời hạn và hợp đồng xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ có khoảng hơn 3,4 triệu lao động được thụ hưởng từ chính sách này, với tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách khoảng 6.600 tỷ đồng. Thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục được rút ngắn, tối thiểu 11 ngày, tiền sẽ đến tay người lao động. Để tránh trục lợi chính sách, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp Bộ Công an hướng dẫn cập nhật kết quả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm xác thực thông tin người lao động.